Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá từ cái đầu tiên nha. Most Wanted. Ok, let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Traffic Reader. Let's go. Thank you.
Let's go. Oh my gosh. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba. A fast S. Các bạn phải đua thật là nhiều để cho kiếm được tiền. Khi đó thì các bạn sẽ nâng cấp cho xe của mình và mua những cho xe của mình những chiếc xe thật ngon. Đó thì các bạn sẽ đua được những vòng tiếp theo. Let's go. Okay, let's go. Chọn đường thứ hai. Chọn Gris Quo.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang từ game thứ tư, CR Racing 2. Let's go. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ 5, Fresh Team. Let's go. Thank you.
Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ 6, Grandfather Bridge. Play, let's go. Đây là một tựa game đua xe. Và đây là một tựa game mà các bạn phải dừng đỗ xe đúng nơi quy định, và chẳng may chạm vào một cái gì đó các bạn cũng chơi lại từ đầu. Và đây là một tựa game đỗ xe rất là khoan và cũng rất là khó luôn. Quanh đâu là? Oh my god. Ok. So let's go, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo. He's Killing Rushing High. Ok. Let's go. Rất là khó đi, khó lái luôn. Bốc bình, bốc bình. Wow, không lên đâu. Oh my god. Oh my god.
sẽ yếu quá không thể lên nổi. Đó, sau đó các bạn sẽ phải đua một thời gian dài, rồi các bạn sẽ nâng cấp cho xe của mình khỏe lên. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang từ game tiếp theo. Nợ FS, No Limits. Let's go. Ok, let's go. Tiếp tục là. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Rush Round Liba. Let's go. Ok. Five left, 40. Two right, 100.
Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. First show. Let's go. Ok. Xem một cam khá đẹp mắt. Ok, fresh. Let's go. Và các bạn cứ buồn như thế nhá, sau đó thì các bạn sẽ lên cấp cho xem mình ngon lên. Ok, sau và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Bridge rushing bar. Let's go.
Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Oh my god, wow. So ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.